Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của Tâm Sáng Tato. Ok, thì hôm nay mình sẽ trả lời một thắc mắc về máy xăm anh em nhé. Có một bạn ấy comment cho mình, bạn ấy inbox cho mình, bạn ấy hỏi là bạn ấy đang quan tâm đến chiếc máy xăm con Bepak H2 Lanke với ly tâm là 5.0. Thì bạn ấy thắc mắc là lực máy con này thế nào và nó có phù hợp làm hình Âu hay không, hay là nó phù hợp làm hình Nhật đấy. Thì mình sẽ trả lời thắc mắc của anh em về chiếc máy xăm Bepak Lanke này. Thì hôm trước mình đã lên một cái video đập hồ cũng như là đánh giá nhanh về chiếc máy xăm Bepak Lanke, nhưng mà con đấy thì nó là ly tâm của nó là 4.2 thì nó sẽ cho ra cái lực nó sẽ mềm hơn là lực của trục ly tâm 5.0 thì nó sẽ cho cái lực khá là mạnh và gắt khi mà chúng ta thực hiện những cái kỹ thuật vào màu cũng như là đi led. Khi mà anh em sử dụng con máy với trục ly tâm 5.0 và đặc biệt hơn nữa là chiếc máy xăm Bepak Lanke này thì anh em nên sử dụng để đi led những hình to anh em nhé, những hình to thôi, những nét to thôi, những nét to, những hình to và những mảng màu to anh em nhé. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng chiếc máy xăm Bepak Lanke 5.0 với size kim 9 trở lên, 9 ở đây có thể là 9GL. Còn vào màu thì anh em có thể là sử dụng là bắt đầu từ 13 lên thì nó sẽ phát huy tối đa được sức mạnh của chiếc máy xăm Bepak Lanke với trục ly tâm là 5.0. 5.0 nó sẽ cho ra cái lực khá là gắt khi mà anh em sử dụng những kim bé, nó sẽ với cái lực gắt như thế thì anh em sẽ khó kiểm soát cái mức độ kim đâm vào da, và đặc biệt hơn nữa là cái mức độ sát thương của kim đâm vào da tác dụng lên da ấy. Nên khi mà anh em sử dụng chiếc máy xăm Bepak Lanke với trục ly tâm 5.0 thì anh em sẽ sử dụng để làm hình Á và hình Nhật cổ thì nó sẽ rất là phù hợp anh em nhé. Đặc biệt là Nhật cổ thì chúng ta sẽ cần phải đi những cái nét to ấy, nét của kim 13, 15 ấy thì anh em sẽ sử dụng để đi led thì khá là ok. Và đặc biệt hơn nữa là những cái mảng màu tô đen của Nhật cổ ấy thì sẽ cần cái khả năng nhồi màu, nhồi mực nó khá là mạnh. Và đặc biệt hơn nữa là màu của Nhật cổ thì anh em vào những mảng màu nó bệt màu ấy, nó không cần quá nhiều cái sự chuyển động của sáng tối, anh em vào bệt một màu, một mảng màu ấy thì chiếc máy xăm Bepak Lanke này thì nó sẽ tối ưu cho anh em về cái kỹ thuật cũng như là giúp đẩy mạnh cái quá trình mà làm hơn cho anh em rất là nhiều. Còn về một cái vấn đề nữa là nó sẽ có phù hợp để làm hình Âu hay không, thì chiếc máy xăm Bepak Lanke thì có rất là nhiều artist làm hình Âu rồi, nhưng mà mọi người thường sẽ sử dụng chiếc máy xăm với trục ly tâm là 4.2 thì nó sẽ cho ra cái lực vừa phải hơn, nó không gắt, và đặc biệt hơn nữa là nó vẫn đáp ứng được những cái chi tiết cần phải có led. Và đặc biệt hơn nữa là với trục ly tâm 4.2 thì nó sẽ cho ra cái lực mềm hơn, nó sẽ giúp cho anh em vào màu nó sẽ ổn định hơn và giúp anh em kiểm soát cái lực của máy xăm cũng như là cái thời gian nhồi màu vào da ấy, nó chậm hơn, nó sẽ giúp anh em kiểm soát dễ hơn anh em nhé. Nên khi mà anh em muốn làm hình Âu và muốn sử dụng chiếc máy xăm Bepak Lanke ấy, thì anh em sử dụng cho mình là chiếc máy xăm với trục ly tâm là 4.2 anh em nhé. Như thế thì nó sẽ rất là ok để cho anh em có thể là làm việc cũng như là luyện tập. Kể cả anh em luyện tập trên da giả thì anh em cũng nên sử dụng chiếc máy xăm 4.2 đó. Thì chiếc máy xăm này đang có giá trên thị trường là 11,5 triệu đồng. Anh em nào mà mua hàng thì quan tâm là inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0976681891 anh em nhé. Mình sẽ ship cho anh em cũng như là hướng dẫn anh em set up lực máy xăm cho từng kim xăm. Tại vì mỗi một kim xăm ấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái lực khác nhau để cho nó phù hợp với vùng da đó, thì làm sao cho nó hiệu quả nhất, ok nhất thì anh em hãy inbox cho mình anh em nhé. Và anh em nào mà đang có thắc mắc cũng như là đang quan tâm cũng như là đang gặp vấn đề gì về máy xăm cũng như là đang cần tư vấn về
máy xăm, kim xăm, mực xăm thì cũng đừng quên là Xbox cho mình anh em nhé. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì đừng quên để lại một bình luận ở phía dưới, cũng như là đừng quên góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn những cái video và nội dung của mình chia sẻ với tất cả anh em nhé. Ok anh em nào xăm hình thì qua số 47A ngõ 66 Hồ Tùng Mậu anh em nhé. Mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em và làm cho anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye. Hello anh em, trên tay mình đây đang là một chiếc máy xăm đang làm mưa làm gió ở trên thị trường xăm của chúng ta và trên tất cả những cộng đồng xăm. Thì đây chính là một chiếc máy xăm đến từ nhà P-Pack mang tên Level H2. Ok anh em nhé, bây giờ mình sẽ mở ra và bóc siêu cũng như là đánh giá nhanh về một chiếc máy xăm đang làm mưa làm gió ở trên thị trường này, xem là ưu và nhược điểm và bên trong nó sẽ có những gì nhé anh em nhé. Mời anh em cùng nhau theo dõi. Và đây chính là cái mặt ngoài của phía chiếc máy xăm, phía mặt ngoài thì có in hình chiếc máy xăm anh em nhé, tên, hãng đó, và bốn xung quanh thì có các thông tin chi tiết, chủ yếu là in tên hãng này, tên máy xăm này, và phía đáy này thì chúng ta sẽ có thể là liên hệ với hãng máy xăm qua Facebook, Instagram, YouTube hay là TikTok ở đây. Và đặc biệt hơn nữa ở đây chúng ta sẽ có một cái địa chỉ Gmail anh em nhé, anh em có thể là chụp lại và zoom ra để anh em vào theo cái đường link Gmail này để trò chuyện trực tiếp với hãng, và chúng ta cũng có thể đặt mua máy từ hãng qua những cái địa chỉ như thế này. Nhưng mà cái một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để đặt hàng chiếc máy xăm này đó chính là anh em Xbox trực tiếp cho Tâm Sáng Tato qua số điện thoại Zalo chính là 0976681891 anh em nhé. Thì đây chính là một chiếc máy xăm có giá trị là 11,5 triệu đồng và mình đang mở hộp nó ra đây nha. Đây, mở hộp ra bên trong thì phía trong này không in gì nhé. Phía trong hộp này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng in hình máy xăm dạng 2D thôi anh em nhé. Dạng 2D khá là đơn giản ở đây, mô hình thôi anh em nhé. Đấy, thiết kế hình ảnh 2D mô hình ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra thì chúng ta sẽ có một cái phần open header ở đây, chúng ta sẽ cầm và nhấc ra. Đấy, thì là được. Ok, ở đây chính là phía bên trong của hộp đựng chiếc máy xăm này. Chúng ta sẽ có một cục pin rời. Ở đây chính là cái phần chân tiếp xúc của cục pin. Ở đầu pin thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chân si và ký hiệu 4.2. 4.2 ở đây chính là cái trục ly tâm của chiếc máy xăm này. Khi mà các bạn mua chiếc máy xăm này có trục ly tâm 4.2, 5.0 thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu, nó sẽ in trực tiếp ở trên đỉnh của cục pin anh em nhé. Và đây chính là chiếc máy xăm của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái ký hiệu là P-Pack ở đây, rất là đơn giản ở đây. Màu cam rất là đẹp, đen với cam đi với nhau khá là đẹp anh em nhé. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cái lúm và giúp khởi động nguồn cũng như là tăng giảm số vôn ở đây. Ok, đây chính là cái phần chúng ta sẽ lắp kim. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái chân này, nó sẽ giúp chuyển đổi chúng ta từ chân RCA. Đây chính là cái cổng chân RCA nhé, chúng ta có thể là cắm trực tiếp vào chiếc máy xăm này để chuyển đổi. Khi mà chúng ta không muốn sử dụng pin nữa thì chúng ta có thể sử dụng chân RCA này để kết nối với máy xăm, nó cũng rất chi là thuận tiện và hiệu quả. Ok, còn đây chính là chiếc máy xăm. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ thử là tháo cái cục pin này ra xem là chúng ta sẽ tháo theo kiểu gì anh em nhé. Cục pin này xem là tháo ra kiểu gì, xem là ở phía bên dưới này thử xem là có sách hướng dẫn không anh em nhé. Mình thử nhấc cái này ra xem có sách hướng dẫn hay không. Ok, phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một đây chắc là sách hướng dẫn rồi. Một quyển sách hướng dẫn được in 100% bằng tiếng Anh, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây. Đây chính là cái màn hình hiển thị này, khi chúng ta bật nguồn lên này. Ở đây chúng ta chiều chúng ta vặn, chúng ta có thể vặn từ cái phần cục pin này, vặn ra hoặc là vặn vào ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có là máy là 3.5, 4.2 hoặc là 5.0. Ở đây chúng ta có thể là tháo rời ra cái phần chân dưới này ra được này. Đây này, chúng ta có thể tháo rời ra được. Hãng người ta sẽ ký hiệu cho anh em ở đây, anh em có thể là xem và anh em tiến hành anh em tháo nhé. Ok, đấy, phía bên trong nữa chúng ta sẽ có gì đây? Đây chúng ta sẽ có một cái hộp màu đen này. Hộp này chắc mình đoán chắc là dây sạc thôi. Và cái phong cách đóng hộp nhìn khá là xịn sò nhé. Ở bên trong chúng ta sẽ có mấy cái vòng phun cao su này, một dây RCA này, một dây chân si này, cái dây này chính là cái dây sạc cho cái cục pin này anh em nhé. Còn cái dây RCA này nó sẽ giúp cho anh em kết nối từ dây RCA này đấy vào máy xăm, vào biến thì chúng ta thông qua cái dây này. Chúng ta muốn sử dụng phong cái cách làm như bình thường nó sử dụng biến ấy, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta sử dụng cái qua cái dây này là rất là ok anh em nhé. Rồi mình sẽ bỏ vào đây.
Đấy, thì đây là một chiếc máy xăm mình chuẩn bị mình gửi đi cho khách. Thì mình sẽ bóc ra và mình test trước một chút để đảm bảo chất lượng cho chiếc máy xăm. Ngoài ra thì đây là một chiếc máy xăm được đến từ một hãng rất chi là nổi tiếng. Anh em có thể là không cần test, anh em về anh em tự bóc siêu bóc đập hộp để anh em test. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nhé. Tháo ra thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái lớp. Cái phần trên này chính là cái phần chắc là điều chỉnh độ dài ngắn của kim thôi. Để tí nữa mình sẽ lắp kim vào để mình xem thử xem là nó như nào. Ở phía dưới cái phần logo của hãng này thì chúng ta có thể tháo rời ra được ở đây. Như ở đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nhé. Đây chúng ta sẽ là cắm vào và rút ra. Ở đây mình sẽ tháo ra, tháo thử phía dưới này ra anh em nhé. Ok. Và mình đang tiến hành mình tháo ra. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cái phần giữ kim này. Cái đầu kim nó sẽ đưa vào đây. Và đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ giữ lại này. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ giữ lại. Đấy. Thiết kế thì nó sẽ là bằng sắt anh em nhé. Bằng sắt này, anh em nghe này. Con luôn. Thiết kế rất là chắc chắn luôn nhé. Bây giờ mình sẽ đóng vào thôi. Chúng ta sẽ vặn chặt lại. Nhưng mà cái này là người ta ký hiệu là rút ra. Rút ra đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành rút thử ra nhé. Phía trên này thì cái phía này thì chúng ta có thể là xoay được này. Xoay được. Ở đây chắc là xoay để điều chỉnh độ dài ngắn của kim. Ở đây thì nó sẽ ký hiệu là chúng ta sẽ rút ra. Giờ mình sẽ rút thử. Đó. Cái khi mà chúng ta lắp pin vào và chúng ta muốn thay đổi cục pin thì chúng ta chỉ cần rút ra và ấn vào thôi. Còn ở phía này, cái phía vặn này thì chúng ta chỉ là tiến hành là chúng ta tháo cái phần tay cầm giữ kim ra để chúng ta vệ sinh ở phía bên trong anh em nhé. Đây mình vừa tháo ra. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lắp thử cái chân RCA này vào ra xem sao nhé. Lắp thì chúng ta sẽ đưa vào như bình thường thôi. Ở phía bên trong này chúng ta sẽ có là ba cái chân tiếp xúc bằng đồng kèm với lại hai con ốc. Khi mà chúng ta muốn ốc thì sáng choang anh em nhé. Khi mà chúng ta muốn tháo ra và sửa cái motor của chiếc máy xăm này và điều chỉnh trục ly tâm thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vặn ba con ốc này ra. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào thử này. Ok, lắp vào rồi. Khi mà lắp vào rồi thì chúng ta có thể là điều chỉnh, chúng ta có thể vặn được này. Ok, một cái điều nhận ra khá là tuyệt vời đó chính là khi mà chúng ta chuyển đổi từ cục pin sang một cái cổng dây kết nối RCA thì chúng ta sẽ có một chiếc máy xăm vô cùng là nhỏ gọn, bé tí luôn anh em, bé tí hạt tiêu luôn anh em nhá. Đấy, đấy bé tí luôn này. Em thấy sao? Bé tí luôn nhá. Ok, đó. Bé tí hạt tiêu rất là xinh luôn. Và ở phía đầu trên này chúng ta vẫn có cái ký hiệu là 4.2. Trục ly tâm ở đây chính là 4.2. Và giờ mình sẽ tháo ra và mình khởi động máy và mình test thử cho anh em xem. Xem là chiếc máy xăm nó sẽ hoạt động như nào. Đây là pin này. Cắm vào, ấn vào là xong. Tháo ra, cái việc tháo ra và ấn vào rất là đơn giản thôi anh em nhé. Nút nguồn này, chúng ta sẽ mở nguồn lên. Mở nguồn lên thì chúng ta sẽ có hiển thị là tên của hãng. Ở phía bên trên này thì nó sẽ có những cái thông số của một chiếc màn hình hiển thị của chiếc máy xăm này cơ bản. Đầu tiên chúng ta sẽ có vôn. Ở đây chúng mình thử hạ vôn hết cỡ xuống xem là chiếc máy xăm này nó sẽ là bao nhiêu vôn anh em nhé. Xem là bao nhiêu vôn, tổng bao nhiêu vôn này. Ở phía dưới thì nó có ghi là HZ. HZ chính là cái biên độ dòng điện đấy. Vậy là chiếc máy xăm này sẽ hoạt động từ 4.4V anh em nhé. Từ 4V cho tới, xem là cho tới bao nhiêu vôn này. Đấy mình đang tăng hết cỡ lên xem sao. Khi mà mình ấn cái phím tăng giảm vôn này ấy, thì phím phản hồi khá là nhạy anh em nhé. Bằng cao su thôi nhưng mà phản hồi khá là nhạy. Mình tăng hết cỡ lên xem là chiếc máy xăm này nó sẽ hoạt động ở là bao nhiêu vôn. 11 rồi này. 12 này. Vậy là chiếc máy xăm này nó sẽ hoạt động kịch là ở 20V. 20V nhé. Ở phía trên cùng thì chúng ta sẽ có một cái khung hiển thị phần trăm của pin. Ở phía dưới chính là cái thời gian hoạt động làm việc của máy. Bây giờ mình đang để là 12V và bây giờ mình sẽ cho máy chạy thử. Khi mà cho máy chạy thử chúng ta sẽ ấn một lần nữa. Đây là tắt. Đấy, khi mà mở lên chúng ta sẽ có ký hiệu của hãng như thế. Rồi, máy đang chạy đấy. Khi mà máy đang chạy thì ở phía dưới là cái phần hiển thị thời gian này nó sẽ nhấp nháy anh em nhé. Nó sẽ nhấp nháy này, anh em có thể thấy nó sẽ nhấp nháy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lắp kim vào thử xem sao nhé anh em nhé. Rồi đây, thì bây giờ mình trên tay mình đang có một cái kim và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lắp kim vào và mình cho nó chạy thử xem sao nhé. Lắp kim thì lắp rất đơn giản như tất cả những chiếc máy xăm khác thôi. Việc tháo ra lắp vào thì khá là đơn giản này. Ở đây chắc là chúng ta sẽ điều chỉnh độ ngắn dài của kim ở đây Để mình tiến hành điều chỉnh thử xem nào. Đây là điều chỉnh. Chúng ta sẽ điều chỉnh độ ngắn dài của kim trực tiếp ở phía dưới này nhé, chứ không ở phía trên. Phía trên này chúng ta chỉ phía trên này này, chúng ta vặn cái cục pin này
chúng ta sẽ điều chỉnh được cái góc độ nhìn của cái phần trăm pin này làm sao cho nó phù hợp với cái vị trí chúng ta tay cầm của chúng ta thiết kế, chúng ta nhìn nó dễ nhất. Còn điều chỉnh độ ngắn dài của kim là chúng ta sẽ giữ tay ở cái phần phần màu vàng này, màu cam này, sau đó chúng ta sẽ vặn thì kim, độ dài ngắn của kim nó sẽ thay đổi. Ok chưa anh em? Bây giờ mình sẽ cho máy chạy này. Đấy, thì kim bây giờ nó đang dài rất là dài, nó rơi tầm khoảng 5 ly anh em nhé, nó rất là dài luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho ngắn lại. Ngắn lại. Khi mà cho ngắn lại thì chúng ta sẽ vặn ngược, sẽ vặn từ ngoài cơ thể vặn vào thì kim nó sẽ ngắn lại này. Ok chưa? Từ ngoài cơ thể vặn vào thì kim nó sẽ ngắn lại. Khi mà chúng ta muốn cho kim dài ra thì chúng ta sẽ vặn từ trong cơ thể vặn ra này. Vặn trong cơ thể vặn ra. Đấy, khi mà chúng ta cái độ dài kim của chúng ta nó phù hợp rồi ấy. Ok chưa? Khi mà chúng ta xăm thì tay của chúng ta hay cầm và hướng cái kim, cái phần kim này nó ngửa ra thì nó sẽ hướng như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện nó dễ. Nhưng mà cái mặt đồng hồ hiển thị pin cũng như là vôn cũng như là thời gian hoạt động ấy thì chúng ta lại không nhìn được, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ vặn ngược lại là được anh em nhé. Thì đây là một cái tính năng vô cùng là ok nhé, vô cùng là ok của chiếc máy xăm này. Nhưng mà khi mà chúng ta vặn điều chỉnh độ dài độ ngắn của kim ấy thì cái phần này nó sẽ có một cái độ dơ, nó sẽ có một cái vị trí dơ nhất định ở đây anh em nhé, nó sẽ hở ra một chút. Cái điều này nó sẽ không tốt khi mà chúng ta không bọc kín chiếc máy xăm này, nhớ đâu chúng ta để cho nước nó dơ ở đây thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới chiếc máy xăm, nên khi mà anh em làm thì anh em sẽ bọc kín phần trên này vào cho mình anh em nhé. Đấy, chiếc máy xăm nó đang chạy rồi đấy. Điều chỉnh độ dài độ ngắn của kim thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở phía dưới, còn khi mà chúng ta muốn lực chiếc máy xăm này cũng khá là ok anh em nhé. Để tầm khoảng 7V thì lực khá là mềm, cho ra cái lực khá là mềm. Cái máy xăm này chúng ta có thể là làm những hình tả khá là ok đấy. Đó. Mình chỉ không thích một điều đó chính là cái phần thiết kế để điều chỉnh độ ngắn, độ dài của kim ấy. Thì khi mà chúng ta vặn kim nó ngắn lại hay dài ra thì vị trí này nó sẽ có một cái điểm dơ, nó sẽ có một cái độ dơ nhất định anh em nhé. Ok. Đấy. Vậy là mình đã trên tay chiếc máy xăm đang làm mưa làm gió ở trên thị trường rồi. Nếu mà là anh em thì anh em sẽ có mua không? Thì đây là một chiếc máy xăm có giá là 11,5 triệu đồng. Tất cả anh em nào mà mua hàng thì có thể inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0976681891 anh em nhé. Một chiếc máy xăm khá là đẹp và tiện lợi khi đa dụng. Khi mà chúng ta có thể là điều chỉnh luôn được độ dài độ ngắn của kim này, thông số này, mặt hiển thị chúng ta có thể là quay ra quay vào tùy ý này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái đầu chuyển đổi từ pin sang dây RCA rất là tiện lợi để cho chúng ta làm việc. Khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy xăm này dài, ví dụ như là 5 năm 3 năm, cái cục pin này nó chai nó hỏng rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là cái dây đầu kết nối RCA này để chúng ta có thể thay thế. Ok anh em. Vậy anh em có mua không? Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em nào mà mua hàng thì đừng quên inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0976681891 anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ đi đóng hàng để gửi cho khách đây. Một chiếc máy xăm khá là ok. Thiết kế đóng hộp cũng rất chi là chắc chắn nhé. Đệm mút xốp rất là dày luôn này. Ok cho anh em. Đấy. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo anh em nhé.